Xin chào mọi người. Bây giờ thì mình đang trên đường đi bộ ra trạm xe buýt để đi học mọi người ạ. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Hôm nay thì trời rất là ấm luôn. Mình đang còn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay dài như thế này thôi. Kiểu ấm nhưng mà vẫn hơi một chút xe lạnh nhé. Đó. Giờ mình phía sau cây nó xanh tươi cỏ chưa? Thích quá. Giờ mình đi đi tiếp đây, tính là mình sẽ quay lại cái gì hay mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Tạm biệt. Trước mặt kia là trường mình học với mọi người, Business College Helsinki. Mình sẽ đi bộ vào trường. Hôm nay thì trường rất là vắng vẻ luôn. Bởi vì mọi người, những cái sinh viên khác ấy, đã nghỉ hè rồi. Chỉ có nhóm của chương trình của mình học thôi. Ngày nhưng mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Đây là trường mình học. Giờ mình sẽ đi vào và quay cho mọi người xem bên trong một tí xíu nhá. Cảm giác điện thoại. Cả ghế ngồi này. Trong kia là căng tin. Được ngày hôm nay không có ai quay lại luôn. Chỉ bình thường nhiều người mà không có quay được. Có thể đi thang bộ nhưng có thể đi thang máy, nhưng mà mình đi thang bộ vì ở ngay đây thôi. Đấy. Cái cửa đó là đi đến trường Hagahelia. Chỗ này có thể lấy nước để uống này.